Rồi, sau một hồi đi dạo khát nước rồi ha, mình sẽ kêu một ly Heineken hả? Heineken nửa lít hả? Starbucks. Heineken nửa lít. Lít đây. À, nửa lít thì 5.6 ạ. Rồi, còn đây là cái menu đồ ăn. Menu đồ ăn thì hôm nay mình đặt cá này. Slipton. Với lại mozzarella. Mình ăn thử coi nó có ngon không. Này là cá lưỡi trâu ha. Slipton. Mình ăn thử coi coi nó có ngon hay không. Vì mình đi đến đây thì mình chỉ muốn ăn cá thôi chứ không muốn ăn thịt. Ở đây nó cũng có sườn nữa nè, sườn spare rib. Rồi cũng có hamburger. Có cá sa lầm nữa nè. Cá sa lầm với lại pa linh với lại tôm. Nhưng mà do hôm nay là mình còn phải kiêng tôm cho nên không có ăn tôm ạ. Thì có cả chip khoai ra khoai tây. Xíu nữa mình coi thử coi là đem ra có hấp dẫn không ạ. Đông quá hả? Tàu tùng mà thấy cũng đông luôn. Rồi mình vô đây là mình phải điền cái tờ giấy này nè cả nhà. À, điền số điện thoại, tên tuổi, cái reservation formulary, có thể là họ sợ là đỡ có chuyện gì thì họ biết được người nào tới đây ăn uống tại chỗ này thì có gì họ còn liên lạc được với mình ạ. Ui bia Heineken nửa lít. Đây, còn đây mình chỉ uống ice tea thôi. Slipton mình đặt nè ha, mình kêu nè ha. À, có khoai tây nè, có salad. Đây là mozzarella. Thử coi cái mozzarella. Mozzarella Hoa Lan nha. Này cũng không có được to cho lắm nha. Cả nhà dùng món xào lần với mình thử coi nha. Thử chấm cái này đi, cái sốt này mình nghĩ là ngon nè. Rất là tươi ạ, ngọt lắm. Đây người ta cho hành nè. Hành với lại cần. Với lại cà rốt. Đây là salad với trứng nha. Có bánh mì, bánh mì khô chiên nè. Thank you.
nó không ngon nữa. Cả nhà cùng mình ăn thử thôi nha. Thank you.
Tuy là nó hơi nhỏ nhưng mà nó ngon ạ. Đây, hai chú chim sẻ nè, được mình cho ăn khoai tây chiên, dạng quá ha, không có sợ gì hết trơn luôn. Đói quá mấy chú tới kiếm ăn nè. Thấy thương không? Được một miếng khoai tây chiên là ăn no rồi. Ăn hết một miếng rồi còn một miếng nữa. Bên Bỉ là nổi tiếng về món sơ lình nè, còn rất là to, ngon, béo lắm. Mà mình nghĩ ở đây là nó cũng sẽ ngon như vậy, nhưng mà không ngờ hôm nay tới thì ăn thử cái món sơ lình ở đây thì nó nhỏ xíu à, nó không được ngon. Nhà đấy không, nhỏ xíu à. Mà được cái thì cũng cũng còn mập mập một chút xíu, không đến nỗi ốp. À, trong đây thì mình ăn á, thì mình thấy có cái thịt mình ta có bỏ vai mình vô à. Tại ở đây nó cũng không có lớn rồi lớn, mình đi dạo, mình ngắm thuyền bơm rất là vui à, rất là lý thú. Ở trên miền Bắc mình thì mình nghĩ rằng là những người, tất cả những người Việt Nam ở trên khu này thì chắc ai cũng có một lần đến đây rồi. Hồi nãy chỗ mình đậu xe không phải đi qua rồi, hôm nào đó mình đi tàu gửi qua bên phía bên Marak là gì coi coi nó có thuyền bên đó, có thể nó cũng sẽ giống như vậy đó à. Người ta đem xe đạp qua rồi, người ta đi dạo, người ta ở từ sáng tới buổi chiều luôn cũng được. Nhưng mà đi một lần cho biết.
có sắc lát. Họ cho mình rất là nhiều khoai tây. Mình đặt mozzarella nè, đặt một cái thố mozzarella dày, người ta cho thêm khoai tây chiên với bánh mì, mình thấy nó hơi nhiều. Rồi cả nhà ơi, mình đã dùng hết rồi, giờ còn khoai tây chiên ăn không nổi nữa, tại cũng nhiều quá nè, no à. Ở đây cũng dư nữa nè, ổn quá ha, mà tại vì ăn không nổi nữa thôi. À, xong bây giờ mọi thứ đã xong rồi, mình chuẩn bị mình tính tiền rồi mình về. Đây cũng dư bánh mì nữa, bánh mì rất là giòn ngon lắm hả, nhưng mà cũng không dùng nổi. May là mình ăn rất là nhiều rồi đó. Xong một bữa giờ này cũng đã là 4:30 chiều rồi ạ. Dẹp cho mình cho nó gọn đi nha, để nhìn ghê quá. À, ở ngoài kia là mấy tàu lớn tàu nhỏ bắt đầu về lại cả, có lẽ là chiều rồi họ về rồi, họ ăn uống và chơi ở trên này đó. Tại vì mình thấy có cái hình chiến tàu nằm trong cái phao, sướng không, đã không, mát ơi là mát. À, bước ra đây thì rất là mát rồi ạ. À, tàu họ bắt đầu vô nhiều rồi, giờ này là cũng giờ ăn chiều của người ta rồi, con chiều ăn tối rồi đó, trời sáng quá ha. Trên đường mình đi ra, mình đi về nhưng mà mình chưa có về nhà đâu ạ. À, mình còn ghé nhà của chị nữa, tại vì chị mời chiều xuống ăn cơm chiều tối, mà mới ăn no rồi không biết có ăn được nữa hay không, mà cũng phải ăn thôi. Ăn cho chị vui một chút xíu chứ hả. Sao có mấy cái tàu thấy không. À, mình nghĩ về đây đậu thì trả tiền có một lần thôi ha, ai ngờ cũng trả giống như là mình trả tiền đậu xe vậy đó. Cũng muốn ăn kem nhưng mà no quá à, sao ăn kem nổi. Mình đi vô cái tiệm cá này nha, mình mua mấy con cá ha đi. Mình mua mấy con cá haring, mình đem về chỗ chị, nhà chị mình ăn thử coi cho mọi người coi, là cá haring của Hà Lan nổi tiếng lắm nha, rất là ngon. Đây một tuần mà mình ăn hai con cá haring là khỏi cần uống dầu cá nữa hả. Cá haring rất là béo, ngon luôn. Đây họ cũng có bán haring. Nói chung là hoàn toàn
salad. Wow, con pha lưng này 15.50 một bắt giờ, không biết một bắt giờ bao nhiêu. Chân luôn. Một cái nhà. Honey cũng xin kết thúc video tại đây nha. Mình đã quay ở Cô Linh Đam cho mọi người xem rồi. Cô Linh Đam như thế nào ha? Hà Lan thì thường thì có rất là nhiều cảng. Mình như ở chỗ mình cũng vậy đó, cảng Horan cũng rất là lớn. Như hôm trước thì mình cũng đã quay một cái video về cảng Horan rồi. Hôm nay thì mình đi Volendam, xong mình đi ra đây cũng hóng mát một chút xíu, rồi thư giãn nữa. Do là hôm nay cũng không có nhiều việc, cho nên mình nghỉ nửa ngày để đi ra ngoài này quay phim cho mọi người xem nè. Vậy thì mình cũng xin dừng video tại đây nha. Hẹn cả nhà mình vào cái dịp tới nha. Rồi, xin chúc cả nhà được một ngày thật là vui vẻ nha. Xin chào.